Hay là ngay như chiều nay mà chúng ta phát hiện ra cái ca nhiễm mà người Thụy Điển, người nước ngoài mà do đi cấp cứu đến bệnh viện huyết học truyền máu trung ương ấy, thì chúng ta thấy là những cái trường hợp này rất nguy hiểm. Tức là ông này ông quay ông đi vào đây đúng từ đầu tháng 12 nhưng mà đi khắp các nơi, thế và quay lại ở lại Hà Nội này ngày 12 tháng 3. Thế và ở trên khách sạn của Long Biên. Thế và ngày 26 thì bị va chạm tai nạn giao thông. Thế và vào bệnh viện, thế và vào Việt Pháp, vào Đức Giang. Thế và đến nay thì Đại sứ quán Thụy Điển đưa vào Viện Huyết học Trung ương thì xả xét nghiệm từ mùng 1 và đến mùng 3 này thì có kết quả dương tính. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy nếu mà có những cái trường hợp như thế này thì vô cùng phức tạp. Bởi vì một là người ta quay trở lại đây, là người ta đi ở ngay trong nước chúng ta. Chúng ta phải khẳng định là đây là trường hợp không phải từ nước ngoài mà nữa rồi. Cái thứ hai nữa là nếu mà đến địa bàn Hà Nội từ 12 tháng 3, người ta đi lại thì có nghĩa là chúng ta có phải lây nhiễm ở trên địa bàn mà họ tiếp xúc thì bây giờ mới lây nhiễm đến họ. Thì đấy là cái điểm mà tôi đề nghị các đồng chí chúng ta thấy được, nhận thức được là cái trong cái tuần tới này, trong những ngày tới này là cái tình hình mà có thể phát ca nhiễm, những cái ca nhiễm mới ở trên địa bàn sẽ phát thì nó có thể nó sẽ lốm đốm, nó tăng lên.